ngày 30 tháng 5, Chúa Nhật Chín Thường Niên, Chúa Ba Ngôi. Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tin và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm chính trong đạo Thánh Chúa là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, gọi là mầu nhiệm bởi vì trí khôn, trí hiểu của loài người không bao giờ suy cho thấu, hiểu cho ra. Thánh Agustino đã từng đi trên bờ biển, nghiền ngẫm, ngẫm suy và muốn tìm một định nghĩa về Chúa Ba Ngôi. Ngài trông thấy một em bé nọ cứ lấy cái vỏ sò chạy xuống biển, múc nước biển, lôi chạy lên đổ vào cái lỗ bé nhỏ trên bãi cát. Ngài hỏi: Bé làm gì? Bé trả lời: Con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái lỗ cát này. Ngài cười bảo bé: Không bao giờ múc cạn được đâu con. Bé cười bảo ngài: Ngài cũng vậy, điều ngài đang suy sẽ không bao giờ thấu. Bởi thế, xin đừng ai có tham vọng tìm một giải pháp so sánh nào để định nghĩa về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng hãy mời gọi mọi người tin nhận và tạ ơn Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian để mặc khải cho chúng ta biết chúng ta có một Cha trên trời, người Cha quyền năng và giàu lòng thương xót, cùng với ngôi Con, ngôi Thánh Thần đã sáng tạo nên vũ trụ con người, đã cứu chuộc con người khỏi chết ngàn đời, nhưng được sống và sống vĩnh cửu, và đã dẫn dắt con người về với Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Có một cụ già nói với các con: Các con cứ hãy kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như Chúa đã yêu trong suốt đời các con. Các con sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và sống an bình, hạnh phúc. Lại có một chia sẻ khác: Hãy thực hành lời Chúa Giêsu dạy sẽ nghiệm ra Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến và sống với Chúa Ba Ngôi nhờ sống trọn lời Chúa Giêsu dạy. Amen. Nữ vương các gia đình, cầu cho chúng con. Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho mẹ. Xin cho gia đình chúng con noi gương mẹ, lắng nghe và sống lời Chúa dạy, cùng nhau xây dựng mái nhà thành mái ấm hạnh phúc,
hôm nay bình an trên trần gian và mai sau sum họp hân hoan trong nước Chúa. Amen. Dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm.
xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dân sinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sung vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm em đêm nay. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sung vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời.